Tèo 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 tèo. Hello anh em, và nhận hai trang bị à? Đánh hắc ám chăng? Hello anh em và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của sĩ Z. Tèo 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 tèo. Mấy cái đồ này thì mình đánh cái này chăng? Hay đánh chuỗi thua nhỉ? Chuỗi thua cũng được, nhưng mà mình nghĩ không cần chuỗi thua lắm, nhưng mà đánh chuỗi thua thì cũng được, nếu mà không ra floor. Đồ này đánh floor được thôi chứ. Floor. Ra không, không ra đúng không? Không ra thật. Thế thì thôi, mình sẽ hẹn gặp lại các bạn sau chuỗi thua. See you. A few moments later. Hai anh em, đây là mình sau chuỗi thua, mình đang có hai bạn như thế kia. Hết. Over and out. Không muốn đánh pháo thủ đâu các bạn ơi, không đánh pháo thủ đâu. Đánh pháo thủ toàn thua ấy. Trời ơi. Không đánh pháo thủ đâu. Đánh gì nhỉ? Không đánh pháo thủ gì, bạn muốn đánh gì? Bắt mình đánh pháo thủ này anh em ơi, anh em cứu mình đi, không muốn đánh pháo thủ thật đâu. Cái này cho Van Heo nhé, xong rồi tí nữa Van Heo sẽ vào gánh thì mình sẽ đánh Vio Van Heo và gì đó hay tên. Mình sẽ bỏ cái pháo này đi này, này mình sẽ bán đi luôn, này bán đi luôn đó, vậy thôi, cái này thôi. 85 mà, ok thua ván đi, thua ván lấy cái ngọc đại pháp sư xong rồi mình sẽ bán thần. Chắc được. À, thế thôi, em lấy ngọc đại pháp sư chơi bản thân. Không phải ước vọng gì quá cao xa nên là chắc là làm được, không làm được rồi. À, thua thua sâu sâu thì em ơi. Ok đấy. Thôi quạt pha này chấp hơi sâu rồi chứ, chấp quả này hơi sâu quá. Thua sâu quá, 72, 76, 80. Được, chấp quả này hơi sâu ấy, em quả đấy chấp nhẹ nhẹ. Không ra ngọc đại, ra ngọc đại, ra không, ra ngọc đại pháp sư, không ra. Bây giờ mình có hai lựa chọn, một là đánh cái này, hai là đánh cái này, nhưng mà khả năng mình thích cái này hơn anh em. Cái này chỉ dùng được cho voi thôi chứ cái đấy không dùng được, có voi thật này, quá nhái thật. Em có những cái trường hợp mà không thể nào ngờ được trước, không thể nào có được chữ ngờ. Em ơi, đánh cái quái gì bây giờ? Bao nhiêu con voi? 16 con voi à? Thôi là cái này anh em ơi, kệ. Kệ các bạn ấy thích làm gì làm. Kệ thôi anh em ơi. Tại mình muốn hai cái này ấy, bởi vì hai cái này mà nó đánh được, mà nó đánh được là đánh được con rồng này. Con rồng sẽ ulti được luôn này. Nghĩa là thế, thứ hai là cái 40 mana kia nó thể búp được cho con Illu của mình. Nghĩa là mình sẽ đánh hai bán thần thôi. Nói chung là nó có rất là nhiều cái lợi ấy, so với cả những cái tác hại thì nó rất là ít, nên là lợi rất nhiều. Bán thần một con này, hắc ám này, quỷ len giữ được không, giữ được Sephira trợ thủ nữa. Mình lấy Sephira vào tạm đi, xong rồi mình đánh một con đó này đi,
Thì mình không có con kia nhưng mà thôi mình có tạo con này. Đấy. Chả hiểu mình nói gì nhưng mà nói chung mình đang nói đấy. Vio hai đồ đi, Vio hai đồ bắn khá đất sát. 40 mana, 40 mana. Chi Fira này cho xem cho Fira đây. Trích phát thương một phạm một thương bắt bên đáy bên này. Thôi gì, thế cho Vio ở giữa đi. Flo xiên luôn này. Lau bên kia khá là gánh này. Vio đứng đây chắc ulti được thôi em ơi. Flo mình không xiên được phát hai. Ui rồi ôi, ulti mà xấu thế nhưng mà thôi, không sao. Chuỗi thắng một rồi cơ à? Ó thắng tiếc lắm anh em ơi. Ô con Vio bắn đau phết nhỉ? Ô đội bây giờ hết rồi không đạn nữa. Cũng được á. Xin bắn thần được không? Voi này, hai voi rồi. Sephira, chưa mua Alice nhỉ? Zeal này. Nhưng mà bán thần thì không đánh được trợ thủ anh em ơi, nhưng mà nó lại ra nhiều Sephira vãi. Không lấy gì thì lại có lỗi với thiên hà quá. Có lỗi với những người chơi giữ pháo lại nhé. Nốt pháo này cho mình bán Van Heal đi. Sephira lại, lấy Sephira các bạn ơi, cho các bạn này đỡ phải lấy. Thương bắt đánh kia. Sephira. Violet chắc không ulti được đâu nhưng mà ok, ulti được góc kia cũng đẹp. Floor xiên. Một xiên thôi, ok, một xiên phát nữa. Một xiên nữa, một xiên nữa, một xiên nữa, hai xiên đôi, xiên đôi. Xiên ba, ui dồi ôi. Khóc nức. Vua cũng được, vua cũng đáng. Đây là luôn không? Đây là luôn không? Đá này đi này, mua một con roll một phát, lấy một con grug 2, lấy con pháo thủ không, không có sách thánh, không lấy pháo thủ. Ok, vậy thôi, grug. Thấy không? Xong rồi mình muốn chưa có nguyên tố nhỉ. Quái đi được. Là có cái gì mà đánh. Nhưng mà đồ này lấy hai cái này là khá là ngon này. Lấy sách thánh cũng ngon nhưng mà mình chưa chắc đã ngon bằng hai cái này đâu. Không có đấy, không lấy ngọc đại hơi tiếc nhưng mà thôi không sao, lấy hai này cũng tàn tạ. Bây giờ ra ngọc đại là ngon này. Ra ra hổ mệnh, ra hổ mệnh teo nát ở đây là Alice này. Ra sẽ chơi tặng Alice nhá. Xoay bài à, không đánh bán thần nữa à, đánh trợ thủ à. Tầm 10 con voi, 11 con Alice. Xoay đánh trợ thủ anh em hay thế nào, hay thế nào, hai hắc ám nhé, hay đánh một Vio ulti bắn. Không thích lắm nhỉ. Ê, nó cứ bị thừa mana kiểu quái gì. Tôi cho Vio bắn. Bị thừa mana anh em ấy, không biết làm thế nào. Không đánh nguyên tố thì ở đó, không đánh voi thì cũng hơi tiếc. Là con voi. Không đánh voi cũng được. Na cót bán thần. Để cân nhắc anh em nhé, để cân nhắc. Chưa quyết luôn được. Floor xiên được, không xiên được. Nó còn nhiều trường hợp phải tính quá, còn Vio cũng ulti ngu quá, trường hợp này thì không tính được. Trường hợp đấy thì chịu. Vio ulti. Bụp. Hồi sinh lại ulti tiếp. Chuỗi thua 2, một con thôi, muốn chết một con, ok, chết một con là được. Chuỗi thua 3. Thôi ra ngọc đại anh em ơi, không chơi trợ thủ được rồi. Có ngọc đại này thì làm sao mà chơi trợ thủ được. Bạn làm thế làm sao được. Cái này tặng cho con Grug đi, này này tặng cho con Vio nhá. Không chơi trợ thủ được. Có voi này không sơ mua được con Sephira này, thôi bà. Rồng nhé, mình cho con rồng vào đi. Vio mình còn một con rồng này thổi được luôn. Rồi mình thổi được luôn. Grug. Trợ thủ. Sephira đứng giữa, Sephira đứng đây đi. Này đây, Floor đứng đây đi. Sephira, thức Sephira đứng đây được. Sephira đứng đây đi. Khá nhiều mana nhưng mà có voi rồi này. Có một con hắc ám, một con hắc ám này rồi này. Ok, tạm thời bây giờ mình đi tìm ấy nhé. Mình sẽ đi tìm Illumia với cả mấy đám hắc ám còn lại nhé. Bây giờ tìm một con Nakot là ngon nhất này. Có một con Nakot sẽ rất là ngon bởi vì Nakot sẽ ulti được luôn, rồng sẽ ulti được luôn, Floor xiên, ok. Thì đó là trường hợp mà mình đang thích nhất là có con Nakot ở đây.
nhưng mà nó chưa thấy đâu. Nhưng mà mình lấy sẽ... tủ đèn hai được, tủ đèn hai tí nữa mình chơi, nhưng mà mình cứ lấy trước đi cũng được, không thành vấn đề. Trích phát nhé, mình như một cái thương nào đó bắt ở đâu đó, một cái thương bắt đáy. Ok, một cái thương bắt đáy bên kia, thương bắt đáy bên này, khá nhiều thương bắt đáy hai bên, chung cũng chịu, không biết thường nào mà lần thì mình sẽ để đây đi. Này ông Sephira cho nó sớm ulti. Này ném cho ai nhỉ? Rồi kệ này ném này. Đấy có nắc quá anh em ơi, có nắc còn ngon. Có bên kia ulti ok đấy. Mình đánh cái này nó hơi bị, nó hơi bị lú một tí anh em ơi, nó hơi bị kiểu nó cứ được được mất mất, cái được cái mất ấy. Rồng thổi này thì truy hồn ở đâu, Sephira ulti. Ok anh em ơi, chuỗi thua là chuỗi thắng à. Thổi lốt này đi, thổi lốt lên thôi anh em ơi, không lên kịp à. Chắc luôn có rồng này, có omen này, bản xứ floor bây giờ. Thôi nó sao kiên nhẫn, bán sườn floor thì khổ quá. Kịp xoay sang không sao nha, hồi đấy mình đánh hơi lỗi, đánh lỗi cực nhiều luôn ấy, mà tôi không sao em, lỡ rồi. Ui, con này mất nhiều máu quá, quả lỗi lỗi nặng vãi. Đáng tặng Edwin đi vậy. Lỗi quả nặng đây anh em ơi. Sao anh em tìm là có. Chắc không sao đâu. Voi này. Đây này, bây giờ mình cho cái này sang cho con Sephira. Bảo rồi lỗi thật sự luôn, lỗi nhiều vãi. Em cho nhau rồng. Chỉ hai đồ kia mình ném cho con, cho con voi luôn cho nó ulti luôn nhỉ, sợ quái thì cho con voi ulti luôn đi anh em. Voi hai rồi. Em bây giờ mình cần đi tìm bán thần phát. Hai bán thần, hai bán thần thôi là đủ. Hai bán thần là ulti được. Nghe quả vừa mất nhiều máu quá, đấy tiếc quá. Truy hồn luôn này, lại truy hồn nữa này. Bán thần này em ơi, mình cần bán thần, mình cần Nakot. Đó, thế là ra. Thì bây giờ đánh hai bán thần này, thêm một con cát này. Thêm một con hắc ám nữa được không? Mình tham lam thêm một con hắc ám nữa không? Thôi cần hai bán thần này, truy hồn này. Truy hồn cho rồng, truy hồn cho ấy, truy hồn cho ấy, truy hồn cho ấy. Rồng cho voi, cái này cho con cát này, con cát ở đây, con cát chém Sephira. Mình muốn thêm con Nakot nữa đi. À, mình muốn thêm con hắc ám nữa đi. Hắc ám đi. Rồng hai. Tham lam đi. Kịp. Thêm thì chắc thôi, anh em cứ để thêm lại biết đâu chơi nhá. Dòng 2 rồi này, nhưng mà dòng không thổi không khá là xấu. Thua nặng quá. Thua mấy quả nặng quá. Quả trận vừa rồi thua. Trận nào ấy thua, tiếc ơi tiếc. Cắt không thắng được bạn này rồi. Thua 3, không sao anh em. Tự tin có thương. Lấy thương, không được, phải lấy thương. Grab, bye, bye bye, bye bye, bye bye, con này bye. Thên giữ lại voi lên xui. Con cát bay không, con cát cứ giữ lại nhá. Cát lại voi này, một phát roll còn gì, tìm na cót không anh em, còn bao nhiêu con na cót, 6 con na cót dám tìm. Không sao anh em ơi, giờ mình sồi được ilu, mình ulti được quy này, đấm được mình không ta, mình hơi rén, mình trách thương phát nhé. Không ai có thương đúng không, một cái thương vào xuống đáy đúng không, một cái thương xuống đáy bên kia, một thương xuống đáy bên này, và một cái thương bắt đáy linh ta anh tinh, rất là sợ anh em. Đổi cái góc này nhé. Là cót bên kia ok. Lu ti, dòng ti.
chập nhẹ mấy bạn này. Cho con voi mình xuống dưới một chút đi. Cho thêm 20 mana cho nó ulti anh em ơi. Không là mình hơi khổ sở đấy. 20 mana nếu mà 25, 25, 25 cộng 20 bằng 45, 45 cộng với trả gì nữa, voi không có đồ. 45, 45 cũng được. Ui giời, run quá. May mình lấy thêm một cái bát thẻ bán thần này. Không thì bây giờ mình đang hơi nguy kịch. Sao anh em ơi vẫn sống được. Voi xuống một tí này, này. Roll một phát không? Chẳng cần roll nữa. Quái giữ là đuôi này. Phải check phát nhé. Thương mình bắt con nhon này không nhỉ? Thôi chị không bắt được nhon đâu. Bắt được cóc này thì bắt được con rồng này. Rồng sẽ thổi xấu này. Bắt này bắt được con nhon thánh đồ này. Bắt này bắt được con Sephira à. Muốn lấy góc này lấy con rồng đúng không nhỉ? Đây góc này mình lấy con rồng rồi đấy. Góc này mình lấy con teo. Teo ulti chéo góc này. Lấy góc này anh em. Góc này. Này. Bắt một vật thương bên kia rồng thổi. Hơi thẳng. Thôi sao thẳng được. Dây lưu mình ulti chưa nhỉ? Đi rồi mà, con cát nhảy. Chiu, ok, hai bạn này đi rồi. Bye bye. May thì thủ rồi anh em ơi. Mình phải đánh hơi lỗi. Voi, thên. Thên thì nếu mà mình thêm một tướng nữa thì mình cũng thêm con Lily chứ mình không muốn thêm con thên. Chắc mình thêm con Lily rồi. Chắc thêm thên. Mua thên mình hơi phí tiền. Phí tiền cũng phải dùng. Nghèo lắm rồi, dùng cái gì cũng được. Thêm đứng đây, xong đi bộ lên đây. Trong tụi này mình trong thêm đứng đây. Mày đứng đây. Hay mình lấy thêm món phù thủy nhỉ? Chứ thêm con thêm này cũng không có ý nghĩa thì mà thử thể dùng. Thêm nó còn được búp ấy mà anh em. Nó còn được búp cái... Búp cái gì quên. À, búp bán thần nên là nó cũng không kịp ulti gì luôn. Vô dụng. Voi dài khống chế, ok. Truy hồn, voi ulti. Voi ulti đi, sẽ miễn nhiễm khống chế các thứ, miễn nhiễm sát thương đi. Bạn này đi luôn đi. 10 điểm. Đi luôn đi, trời ơi, đừng ở lại làm gì. Đưa hết Narcot các thứ đây, mình đang cần. Thêm một tướng nữa không nhỉ? Hai bán thần, một von cát. Nguyên tố. Nguyên tố. Nguyên tố hơi khó. Bây giờ nhé, nếu mà mình muốn đánh phun nguyên tố không đánh phun nguyên tố được. Mình thêm một tướng nữa thì mình sẽ thêm con gì? Liliana. Hết. Mình thêm một con Lily. Hết. Hai bán thần. Thế thôi. Không thêm được gì nữa. Thêm một con Lily. Thêm, thêm cho thương. Thương cho thêm. Thương cho thêm. Nhầm, thương cho thêm. Ok, vậy thôi. Mấy bạn nhiều thương kia chắc mong đi bớt đi. Mấy bạn đẩy máu hai máu này đi bớt đi thì mình tốt đã. Trời yên tâm đã, xong rồi mấy bạn kia thì mình sửa sau. Có ít người chơi hơn thì mình sẽ dễ để mình đoán vị trí các thứ hơn anh em ấy. Chứ nhiều người chơi quá mình dối lắm mà. Dối lắm, không dám chơi. Bây giờ xin thêm cái sách thánh. Hoặc xin thêm một cái đồ 20 mana huân chương hải thần. Cho con voi. Hoặc cho con thêm, nhưng mà thêm một thì ui hai thương. Bao nhiêu nắc nhỉ? Nắc còn 8 con này, ê, tìm phát. Tìm một nắc phát. Dùng một 2 con không cần tìm nữa. Đấy, có nắc liền. Có nắc, có rốt liền. Có liền. Ai thương này cho con grab nhé. Hai con thường là đi ra đây, đi ra đây, đi ra đây. Thương góc kia. Sát thủ sách thánh. Nó chỉ thế thôi anh em ơi. Nào, sách thương. Có bạn nào có thương sang đây nào. Thế thôi à? Các bạn này bỏ cuộc à? Thế thôi à? Chơi game dễ dàng thế thôi à? Hai thương. Bắt cái này, bắt góc kia. Bóng cát Illunti. Mà lốc không nhảy, không kịp đỡ luôn. Vãi cái đái thật. Chiếc mà lốc quả đấy nhảy nhanh vãi, không kịp đỡ luôn anh em ơi. Con voi mình không kịp nhìn thấy một cái khoảng cách gì trên đời luôn. Đi luôn rồng mình giữa không? Ê thế mình kéo con voi mình xuống nhá. Quên đấy, không kéo voi xuống. Hơi lỗi. Không sao, voi trên và voi xuống được.
Gói xuống thì nó dễ dễ ulti hơn, nhưng mà còn lại cũng không ulti được. Được anh em ơi, lấy thêm cái đồ này cho con voi ulti luôn. Đó, cái này đi luôn không? 60 cộng 25, ừ ulti được mà, voi ulti được luôn em. Thêm một tướng gì? Liliana. Ừ, ok. Phúc cũng người yêu, mình vừa gặp bạn này đúng không? Không gặp bạn này đâu, mình gặp bạn Malok gớm gớm cơ. Malok đây này, đấy, mình gặp bạn này, nhưng bạn gặp bạn này là bạn gái đó. Hai thương. Thôi không 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 đi được, không đi được. Để rồng ra góc này chơi nhưng mà tôi không sao. Này cũng tốt thôi. Ui rồng góc này thổi nó điên rồ luôn anh em ơi. Rồng mình góc đấy nó thổi nó phát điên rồ luôn. Trời ơi. Run tay quá. Thêm một tướng thì thêm một con pháp sư nhé. Ai trời ơi. Điên đây, cũng điên đấy. Bạn này gặp bạn Yon lại thua. Bạn này thua bạn Yon, mình thắng bạn này. Còn mình gặp mình chưa gặp bạn Yon kia thôi. Mong gặp bạn Yon nữa là mình xử nốt bạn này. Cọc vào đầu liền. Lên luôn đi, lên luôn đi. Nghèo lắm rồi. Đó, xin cho con voi này cái này đi. Lily, có Lily không? Có bán thần à? Hay lấy bán thần cũng được. Thôi lấy thêm phù thủy đi anh em ơi. Tội gì mà phải lấy bán thần. Một Lily, à có thêm này. Có thêm này. Có Nakot này. Anh bạn à, anh bạn ơi. Cát Lily. Cái này được rồi, không có gì. Voi đằng kia. Thêm 2 à, hơi căng. Bế con thêm rồi đây. Ui con rồng mình thổi đơn thôi. Con cát nhảy. Con cát mình đâu. Ok, nó nhảy được rồi anh em ơi. Ăn choáng và nhảy điên rồ phết đấy. Thế này thì đi. Con cát này cũng đi. Nào mà sống được. Nào mà sống được. Đã qua, đã qua. Đã đời qua. Thắng hết đấy anh em ơi. Thắng được đấy. Chứ khi mình phá đá mình làm mấy trò con bò gì ngu ngu ấy, thì tèo ấy chứ. Chứ mình nghĩ này là có cửa đấy. Cửa sáng láng ấy. Sáng láng ấy. Mình lấy thêm ma tộc được ấy. Ê mình lấy thêm ma tộc được ấy, anh em. Mình lấy thêm ma tộc, mình bỏ con này bỏ, lấy con thên nữa. Con thên bao nhiêu con à, ma lốc còn bao nhiêu con ma lốc. Mình lấy xử ma tộc đi cho bạn kia đỡ phải đánh anh em ơi. Hợp lý liền. 10 con ma lốc đúng không? Việc mua. Lấy xử ma tộc đi cho bạn kia đỡ phải đánh anh em ơi. Bạn này đỡ phải đánh này. Ôi. Bởi vì bây giờ lấy thêm con Lily với cả lấy thêm con thêm này cũng khá là tốn tiền. Ờ mình thà mình lấy Malok, mình lấy Vera còn hơn anh em ơi. Tìm ma tộc phát nhá. Ma tộc đâu? Cùng chiến ma tộc. Pinh cùng chiến ma tộc phát nhìn nó dễ. Ma tộc. Lily ấy, Lily. Thêm này chắc mình trừ khi lên thêm 2 lại ngon nhỉ. Thôi nhưng mà chắc mình bỏ thêm đi tìm hẳn ma tộc hẳn hoi anh em ơi. Bỏ thêm nhá, bỏ thêm tìm ma tộc nhá. Thêm 2 cũng được nhỉ, thêm 2 20 mana xem bao nhiêu nhỉ, 25, 35. Ê nó cũng bổ được, gần như bổ được luôn ấy. Một phát đánh thường. Hai phát đánh thường. Không, này phải thêm 2. Thêm 2 mana mới bổ. Lên con thêm 2 cũng được nhưng mà đánh ma tộc cũng được. Có bạn cũng nhờ mình làm ma tộc bán thần mà. Mình cũng muốn làm. Đánh được cái chuyên kiểu trận này đánh được. Ma tộc bán thần. Cố gắng nhá anh em nhá, tìm ma tộc bán thần cho các bạn này. Cố lên. Let's go. Không có gì, ok. Ma tộc bán thần đúng không? Rồng không cần lên đâu. Tìm ma tộc bản thân. Ma tộc này. Một con ma lốc đúng không? Đạn thên này. Hình lúc 2, linh 2, hình lúc 2 nhé. Ra ma lốc anh em ơi. Nhưng mà ra voi này. Voi đi, voi đi.
Ok, không ra gì, không ra gì. Đây, sẵn mình ra nhiều truy hồn đấy. Nhiều truy hồn này các bạn ấy sao mà đỡ được? Cho nó có đi. Hay kết cho con rồng đi. Có một con ma tộc rồi này, bây giờ mình chỉnh con ma lốc nữa thôi. Choáng này, ăn choáng này. Người có voi và người không có voi, sự khác biệt. Ôi chết rồi, mình vào hai rồi. Ê không ổn rồi anh em ơi, ma tộc của mình. Chết rồi anh em ơi. Mình không ngờ trường hợp này nó lại xảy ra. Phải nhái thật. Chết rồi, chết rồi. Chết rồi. À không, bạn Phúc của người yêu này chắc chưa chết đâu. Bạn này nhiều máu này mà. À không, chết hết rồi. Hello, biết mình đến đây kết thúc rồi. Nếu bạn thích chuyện hãy like, subscribe, comment xuống phía dưới những góp ý bạn thấy giúp mình phát triển kênh nhé. Nói chung mình trận này mình đánh cũng hơi nhiều lỗi nhưng mà nó vẫn đúng quy trình anh em nên là không thua được. Mặc dù mình muốn lấy cái ma tộc ấy nhưng mà không làm được cho anh em, tiếc quá. Không sao. Phải leo lên không lên con Iru 2 khi tìm được ma tộc ấy. Không lên con Iru 2. Anywho, anyhow. Bye bye nhé. Hẹn gặp lại clip sau.